hai câu lạc bộ lớn của Đắk Lắk lần đầu kết hợp tham gia một giải đấu sẽ như thế nào? Tham gia giải phủi mở rộng môn hồ cùng OCB Lucifer. Hello anh em, mình là Hồng Sơn GK đây, đang trên đường di chuyển ra sân anh em nhé. Trận đầu tiên của vòng bảng, đội mình sẽ đối đầu với Công an tỉnh Đắk Lắk. Tranh thủ làm ly cà phê đen cho tỉnh táo. Chưa nắng mà làm ly này, nó cứ phải gọi là sướng. Hiện tại trong sân đang khai mạc anh em nhé. Nắng gì đâu mà nắng. Ok, mình sẽ nói sơ qua về giải. Giải sẽ diễn ra tại sân bóng Phú Gia Buôn Hồ, sẽ gồm có 8 đội tham gia. Ở bảng A sẽ có những cái tên như sau. Ở bảng A, được đánh giá mạnh nhất là Sổ Số Kiến Thiết Đắk Lắk cùng với Dũng Nga, là một câu lạc bộ mới và giải này cũng có đội hình rất là dày luôn. Có sự góp mặt của anh Thuận Mèo đang chơi cho An Biên. Và hai cái tên còn lại là FC Lộc Nhung, đội chủ nhà. Và cuối cùng là FC Tuấn Vũ đến từ Krông-búc. Bảng mình thì nhẹ hơn chút. Không biết ông nào bốc trò mà mát tay thế. Sẽ bao gồm Hoàng Vinh, Mầm Non Mimi. Và cuối cùng là Công an tỉnh. Đội mình sẽ đối đầu chiều nay. Đội mình tham gia giải này thì thiếu khá là nhiều nhân sự chủ lực như Trần Tuyên, Việt Anh Minamino, Duy Maret. Cái chân trái tuyến giữa cực kỳ khéo của Huy Leo. Và cuối cùng, sự thiếu vắng quan trọng nhất thủ thành Văn Đức Vũ. Chấn thương ở VBLS5 thì khả năng là VSC không kịp tham gia luôn. Và giải lần này thì thủ thành Hoàng Bảo sẽ đảm nhiệm vị trí người gác đền. Như thường lệ thì trước trận huấn luyện viên sẽ dặn dò chiến thuật rồi làm tư tưởng tinh thần cho anh em. Ok, giờ anh em cùng xem lại một vài tình huống đáng chú ý trong trận đấu này với mình nhé. Hết hiệp 1 thì đội mình không có bàn thắng nào cả. Và đến hiệp 2 thì thế trận mới cởi mở hơn một chút. Văn Vy qua ra này. Xoài người ơi, đây rồi. Tài ba! Và điều gì tới cũng đã phải tới. Một pha bóng mà Tài Ma đã dọn cỗ dành cho người đồng đội mới của mình. Đường nhà ra của Tài Ma. Căng ngang. Chưa có ai kịp băng vào phía sau. Đi bóng. Đây rồi. Căng ngang. Chưa có ai kịp băng vào phía sau. Đúng rồi. Ôi. Tất đành như Charlie. Charlie, cô đây và đường Văn An, cú đá rất nguy hiểm lần này thì không có được sự tập trung cần thiết dành cho thế tài, rất bình tĩnh và chính xác. Igin, ghi đá ra, hơi đơn độc và chọn cú dứt điểm ngay. Trận đấu kết thúc với tỷ số 6-1, đội mình có được 3 điểm đầu tiên. Trận sau, đội mình sẽ đối đầu với Hoàng Vinh. Anh em xem thấy hay thì nhớ follow mình đón xem những diễn biến tiếp theo của giải nhé.